Tên mình. Trời đã quá nửa đêm rồi. Suốt mấy đêm liền thức trắng, cho nên hôm nay sức trong người suy giảm, ngủ quên bên án sách mấy lần. Mà thật sao lạ thật, bên tai ta nghe dường như có tiếng người kêu, mà khi mở mắt lại thì không thấy ai hết. Chắc có lẽ tại ta quá mệt nên nghe tiếng gió cứ ngỡ là tiếng người. Bao đêm bên án dân ta mơ về tương lai sáng tươi, mơ bán vàng danh đề ngài vinh quy báo ơn cha già. Đời nho sinh nối trôi bao nhiêu năm lưu lạc phong trần, mãi tranh nghèo mong manh không đủ che cơn gió chiều đông. Tiếng lòng ai trong đêm làm chành lòng qua lá cỏ cây. Rõ ràng là có tiếng người. Ai? Ai đó? Qua khe cửa, chính mắt ta trông thấy rõ ràng bóng một nàng con gái. Con gái nhà ai mà giữa đêm hôm khuya khoắt lại lãng vãng nơi hiu quạnh này? À, hay là ma? Vợ cải lương liêu trai chí dị giới tập 1, người đẹp giữa rừng khuya, tác giả Thạch Tuyền, phóng tác theo tiểu thuyết nổi tiếng liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, đạo diễn Thạch Tuyền, biên tập thực hiện Hoài Nhân, âm nhạc Thái An, âm thanh Hồng Danh, cổ nhạc Văn Hải, chỉ đạo thực hiện chủ nhiệm Trần Minh, với các nghệ sĩ tài danh đang được hâm mộ: Minh Dương, Linh Huệ, Ngọc Quyền, Minh Tiến, Trường Xuân, Quốc Hòa và danh hài Bảo Quốc. Cô nương, cô nương ơi, dừng lại cho tôi hỏi. Cô nương, cô nương. Đó, người ta té rồi đó, thấy không? À, xin lỗi cô nương, cô nương tha lỗi cho tôi. Ồ, mặt qua da phấn, dốc liệu hình mai. Vậy mà ta cứ tưởng... Ông tưởng tôi là ma hả? Quả là lúc đầu tôi cũng ngờ ngờ như vậy. Nhưng bây giờ mặt tận mặt rồi thì... Thì sao? Thì cô nương đúng là người... mà còn đẹp nữa. Đã thấy mặt tôi rồi, xin cho tôi lui gót. Khoan, xin cô nương nán lại, tỏ bài đôi điều nghi ngại. Cớ sao đêm khuya tinh mịch, khuê phòng không nương dốc ngọc, đêm trường thân vàng lắng lỗi, cho màn sương dương mái đầu. Nhà cô nương lối nào xa gần, đường bông trắng theo đường mòn quanh co, mong nhìn mặt chàng thư sinh sớm hôm sắp đen gắn công. Quan niệm tiếng lành vang xa, chẳng mai đây người thấy ta có sớm chưa bị
đến đừng dời chân. Cô nương đừng buồn, tôi không hề nghĩ xấu về nàng đâu. Phùng Tương Như này xin cảm tạ sự đoái tưởng của cô nương. Dám xin cô nương cho biết cao danh quý tánh à? Tiện nữ tên Ngọc, họ Hồng, tuổi vừa độ trăng tròn lẻ. Hồng Ngọc, cô nương đã có lòng hạ cố đến đây, giờ trở về xin cho tôi được tiễn chân đến nơi gia nội. Ý, không có được đâu. Thân gái vừa khuê môn đã là điều thẹn, giờ lại sống bước với nam nhân, lỡ có ai hay thì xấu hổ biết giường nào. Giả lại tiện nữ dám đâu làm dở dang buổi học của người. Xin hãy lui lại thư phòng, để tiện nữ một mình nương lối cũ. Khoan, Hồng Ngọc, người còn muốn nói gì? Hồng Ngọc, tôi muốn nói rằng phải chăng đây là duyên nợ ba sinh? Duyên nợ ba sinh? Phải. Ai khiến xui làm chi, ai khiến xui làm gì? Giữa đêm canh trường, người Ngọc vào gót đến nơi đây. Đây phải chăng trời xui, đây phải chăng trời bay? Mà chỉ một lần nhìn, chim này sao ngất ngây? Ôi đắm say, tay không muốn rời tay. Thân nho sinh còn dương bút nghiêng, ánh dương hồng còn nơi cuối mây. Liễn lâu chỉ cho thêm u phiền. Nàng ơi nàng ơi, gặp nhau rồi chia Tương Như ơi, văng vẳng trong đêm lời thơ của chàng giọng vang theo gió, liên vào chốn phòng quê làm nữ nhi bồi hồi sao xuyên, giấc ngủ từng đêm chập chờn trắng trờ. Theo ánh đèn khuya tìm đến nhà ai mong nhìn cho tận mặt, chớ nào phải đâu em đem sắc hương quyến rũ Tương Như vào kết ân tình. Những lòng Tương Như đã đắm say dù chỉ một lần nhìn, kiếp quá hiền có dài đâu dám làm bận lòng quân. Sợi tóc tư mềm đâu dám rối buộc chân ai, xin hãy quay về với bút nghiêng cho văn chương không gần chữ ân tình. Đến ngày chữ vàng bạc ngô đề tên, kề cận bên chàng biết bao nàng giai nhân tuyệt sắc. Hồng Ngọc ơi, đã bao năm cửa lòng tôi đóng chặt vì nợ áo con còn hoàng nặng trên vai, thương phụ thân sớm nắng chiều mưa, kiếp gà trong núi con lần đần. Nói vậy thân mẫu chàng đã mẹ của tôi. Mẹ tôi lắm bão bệnh qua đời khi tôi còn thơ ấu, để lại chốn dương gian hai cha con hiu quạnh âm thầm. Bao khổ nhọc thân phụ tôi riêng mang, để cho tôi yên dạ học hành. Con chưa đủ no áo chưa đủ ấm, chữ hiếu chưa tròn đành dặn lòng không tơ tưởng chuyện nợ duyên. Nay chợt gặp nàng dưới ánh trăng khuya, phải chăng do trời đất khiến xui để tim hàng sĩ ngẩn ngơ sao động? Nếu đây không phải là cơn mộng thì xin nàng chớ vội vàng nói tiếng từ ly. Tương Như ơi, đây không phải là mộng ảo, vậy nàng có bằng lòng kết nghĩa trăm năm? Dân trắng khi bỏ khi lưu, em sợ duyên mình mong manh như sương khói. Lời yêu khi đã trao
chi gian đâu tự mình chọn dòng duyên kiếp. Bây giờ đây giữa đêm trường thánh vắng, xin nhờ dần trăng minh chứng tình ta. Nếu lỡ mai này hai đứa hai nơi, người ơi xin nhớ nữa mạnh trăng thề. Vắng nhau xin nhớ lời mình thề, đừng nên đòi đặt tay đen để cho duyên nợ lỡ lam. Nàng đừng sợ, lời ta thề có dần trăng soi tỏ, với ai kia nguyện kết tóc trọn đời. Thiếp cũng vậy, chừng nào còn ánh trăng trong thì tình của thiếp còn dương bóng vàng hồng ngọc tương như. Thấm thoát đã ba mùa trăng to, duyên bé duyên, duyên lại thêm sâu. Đêm đêm đuôi bóng hoa chúng bóng, cùng giờ tơ tình trong gió sương. Ông ơi, ông ơi, ông! Ông ơi, ông! Ông! Ai kêu réo ôm sồm vậy kìa? Dạ. Ủa kìa, Gia Đồng. Dạ con. Trời còn mờ sương mà sao ngươi kêu réo dựng ta vậy hả? Trời ơi, bởi vậy làm chủ sướng ghê, nhà sắp cháy tới nơi mà còn ham ngủ nữa. Hả? Ngươi nói cái gì? Dạ con muốn nói là ông mãi ngủ nên nào hay những chuyện đã xảy ra trong nhà ta. Vào lúc nửa đêm con bắt gặp chuyện vô cùng tác tệ, nhiều để người ngoài biết được sẽ đổi mình. Ngươi hãy nói cho thật mau, chứ có quanh co chuyện chi tác tệ trong nhà ta mà ta vô tâm không hay biết được. Chuyện ấy là cái chuyện gì? Dạ dạ dạ, chuyện công tử có mèo. Hả? Có mèo? Có mèo nghĩa là sao? Dạ nghĩa là đêm đêm lúc trời về khuya, lúc mọi người đều về, có nàng con gái phương xa băng qua sương gió tới nhà để cùng công tử tư tình. Hai người tù tì tù tì. Sao mày biết? Ba đêm thức tròn rình quay thấy. Thôi, có thật như thế không Gia Đồng? Chính mắt con thấy rõ mà. Ba đêm thức trắng muốn loài con mắt không đúng sao được. Nhưng phải công nhận là nàng ta rất đẹp, sắc nước hương trời, cận kề bên công tử quả thật xứng đôi. Hả? Xứng đôi à? Dạ. Ông ơi, hay là con tính về nghe ông. Người tính sao? Dạ con thấy công tử cũng khá bộ trai mà cứ phải cô đơn. Tuổi đã sắp 30 vẫn với chiếc phòng không, vậy bây giờ gặp được giai nhân, ông tác hợp liền cho hai trẻ nên duyên. Kiếm cháu nội hậu ngũ hỷ cho đỡ cô quạnh tuổi già. Không, nó phải lo kinh sử cho vinh hiến gia đàn. Ta cấm rồi, không được trăng hoa. Nó dám cãi lời quả thật to gan. Sao nó nỡ quên công lao dưỡng dục, ta âm thầm bận gà trong nuôi cô. Số ông quá vợ đã đành, chẳng lẽ bây giờ ông muốn công tử cũng ê luôn. Thôi, ta đã quyết rồi, ngươi đừng nói ra nói vô nữa. Chừng nào ta thoát khỏi kiếp nghèo, ta mới cho phép nó chọn người nâng khăn sữa tôi. Lỡ số trời bác công tử nghèo hoài không? Không thành đạt thì đừng mong có vợ. Bởi vậy tao nói đúng mà, mấy người ở gia khó tánh lắm. Hả? Người nói... Dạ, 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 ý con muốn nói là con sợ sau này trong nhà ta sẽ có tới ba con ma ế vợ. Ba con? Dạ. Sao tới ba con lận? Dạ ông một, cậu hai, ba là con. Chủ còn ở không làm sao đầy tớ có. Ngươi thì được tự quyền, ta đã nói rồi. Từ ngày gia đình ta sa sút, ta cho ngươi được tự do, không cần bận bịu hầu hạ ta nữa.
muốn đi đâu thì cứ đi. Dạ, lão gia nói vậy chứ ơn lão gia cưu mang từ những ngày cơ hàng đầu đường xó chợ mang về nuôi dưỡng. Nay gặp cảnh khổ nghèo, con lòng nào dứt áo ra đi ông? Nếu không đi thì ở lại đây phải nghe lời ta dạy. Dạ, vì lão gia, vì lão gia con vui lòng thủ tiết đợi kiếp sau. À, bằng nãy ngươi nói công tử hẹn hò, à, mà hẹn hò vào lúc nào vậy? Dạ lúc nửa đêm. Lúc nửa đêm mà? Dạ. Được rồi, ta sẽ chờ để tường hư thực. Tới chừng đó con rủ ông đi rình. Nè, gia đồng. Dạ. Đã quá khuya rồi, sao chưa thấy cái gì hết vậy? Vậy chắc bữa nay cô ta tới trễ. Ông không thấy công tử cũng ra vô trong ngóng bồn chồn đứng ngồi không yên đó sao? Làm cái gì la lớn quá vậy? Dạ mũi chích. Bây giờ nãy đem theo cái mùng, đau quá. Im đi, kẹo chúng nó hay bây giờ đó. Biết gì ông thèm kể chứ cho nó khổ. Ai ăn không mà tôi lãnh nạn. Trời ơi chích nữa. Kìa kìa, trong bóng đêm ta thấy thấp thoáng bóng người đi tới. Gia đồng. Dạ. Vì mở mắt to xem có phải không? Dạ đâu. Dạ đúng rồi, dáng gì đó, gương mặt đó, đúng là cô gái mà. Đêm đêm lúc trời về khuya. Thôi. Tương Như. Hồng Ngọc. Tương Như. Đêm đã xuống từ lâu, chờ ai tìm luôn ai hoài, chờ ai trong đứng trong ngồi, biết người có nhớ lối quen. Thầm cách xa dù phút giây cũng nhớ thương. Ơi tình lang đừng trách em. Tình nương ơi, ơi tình nương ơi, trăng không mây làm sao trăng đẹp. Mình thiếu ta đời có nghĩa chi. Sắc son cho trăng đã diêu hồng tình. Xin nhớ đơn. Cả gan thay nghịch tử. Dạ. Trời ơi vậy mà ta cứ ngỡ ngọn hồng lạp kia thức trắng đêm là để xôi tỏ cho con ta miệt mài kinh sơ. Nào hay đâu chỉ là ánh đèn khuya để đưa đôn khỏi trăng qua ông bướm đê. Thân tao lam lù vì ai mà mái đầu này đã gội nắng pha sương. Con mặt lành cha cam mặt rách dù mạng nặng tiếng bần hèn, cha cũng cố gắng lo cho con yên giả theo bề đèn sách. Chờ nghĩa thánh hiền mực còn chưa ráo sao mày nỡ quay lưng phụ bố tâm tình. Chơi lời cha dạy con dám đâu quên bỏ. Những duyên tình này là gió trời đất khiến xuôi. Trời đất khiến xuôi à? Trời nào khiến đất nào xuôi? Chỉ có ma quỷ đưa đường cho mày tới gặp phường hư thân trắng nết. Trời ơi! Nếu không phải là phường dẫm loạn thì thân gái có đâu giống đuổi. Thôi thường xưa nay chưa thấy qua đi tìm bướm trao tình. Tại sao mày lại để cho ái ân làm mờ bị lý trí? Là người có học mà không phân định được gia chân. Xin cha đừng nặng nhẹ mà tội nghiệp cho nàng. Tôi tình con xin một mình gánh chịu. Tình cờ hạnh ngộ giữa đêm khuya, con đem lòng tơ tưởng mới ngỏ ý, cùng ai sẽ kết duyên đầu. Thôi! Chờ
dở dàng sinh tình kia phải chia lìa. Từ giây phút này xin cha già thương tình đừng ngăn đôi dâu trần. Nếu muốn còn tình nghĩa cha con thì phải nghe lời ta đã phân qua. Cha không thương thì thương như ơi tôi đành nghĩa xa. Hỡi bóng mây, hỡi góc trời bè chia muôn đời. Chàng giữ phận làm con trọn cầu hiếu tử. Con thân bò liễu vinh chớ hoài mong. Cha ơi con trẻ dập đầu phải cũng quên tình sâu nghĩa nặng theo phường tục tự sống nắng chiều mưa đùa trăng chiếu gió. Và người ta chẳng phải là loài thiêu thân đem sắc hương lôi cuốn con vào ánh lửa đam mê đấy quý hoài tương lai của học sĩ cơ hàn. Cuối xin cha đừng rẽ thúy chia quyên đừng bắt chúng con sống đời ngưu lang dứt nữ. Nữ ngưu lang còn có cơ tương ngộ theo ý ta thì các người đừng hòng mơ nhịp cầu ô. Nghĩa là phải vĩnh viễn xa rời. Nếu nghịch lời thì câu phụ tử từ đây đoạn tuyệt. Dạ thôi đừng nhọc công cầu khẩn, sáng sáng mai hãy cho ta biết ý của ngươi, vì tình hay vì hiếu. Dạ dạ. Ngọc Nương ơi, giờ đây anh như con thuyền lạc lối, biết xuôi về đâu cho trọn hiu vẹn tình. Như Lan ơi, vậy thì thuyền kia xin chàng cứ xuôi theo, theo hướng cha sắp bài. Xin hãy chung duyên tình vào đáy mồ để chơi sâu đau. Xin hãy xem như mình chỉ gặp Ngọc Nương. Đừng xin nàng, xin nàng chớ nói câu chia lìa. Tình kia đã khắc trong tim, ai ân đã trao bao ngày giờ sao đành chỉ xem là mơ. Trăng sáng trăng lại tàn, ngày qua ngày lễ sẽ không còn rơi. Xin vĩnh biệt chàng. Khoan nàng ơi, đành sao em nỡ bỏ ra đi để anh ôm sầu biệt ly. Ta giao thề còn đây sao lời cha quở trách thật là thẹn nhục. Duyên phận hai ta đành chiêu lơ làng. Hồng Ngọc, nếu nàng hết dạ yêu ta thì hãy cố ngậm sầu nuốt tủi, đừng vội nói tiếng từ ly. Chờ thân phụ nguôi ngoai ta sẽ lựa lời bài dạy. Chàng ơi, thiếp với chàng đến với nhau không có lời mối lai, không được lệnh mẹ cha thì làm sao không mang tiếng liệu ngộ qua tường. Dù có nghìn lại mỏi mòn, chắc chắn phụ thân cũng không chấp nhận. Thôi thì xin hẹn lại kịp sau. Hồng Ngọc, vĩnh biệt Như Lan. Ngọc Nương, cậu lỗi tại tôi hết trơn, tại cái miệng bếp xếp của tôi mà duyên cậu mới gặp cảnh éo le trắc trở. Cậu tha thứ cho tôi. Ủa đâu mất rồi? Cậu ở cậu chạy đâu cậu? Ngọc Nương ơi, chậm chờ ta chơi. Ngọc Nương, cậu, Ngọc Nương. Thôi ơi, mệt quá cậu ơi. Cậu muốn tìm mà sáng mai đi tìm, chứ nửa đêm mà bơ vơ giữa rừng về sao lạnh giò quá cậu. Ngọc Nương ơi, em ở đâu? Bộ cậu không biết cô ở đâu nữa hả? Yêu nhau đến tàn mấy mùa trăng rồi không rành nhà cửa ở đâu sao? Thôi về cậu, sáng vô kiếm tiếp đi.
Mà cũng lạ, bả là con gái mà sao bả chạy lẹ quá. Không, ta phải tìm nàng cho bằng được. Ngọc Nương, Ngọc Nương. Cậu kêu reo một hồi không thấy nàng đâu, chỉ thấy một chàng cọp hay chàng gấu ra thì... Chuyện gì vậy? Con rắn cậu ơi. Trời ơi, một con rắn mập quá nó mới hung cẳng con cậu. Đừng sợ. Rắn mà biểu đừng sợ. Trời ơi. Kìa, ta vừa thấy bóng nàng chạy vào hang đá đằng kia kìa. Gia Đồng, dạ, theo ta. Cậu, cậu. Theo ta, mau lên. Lẹ. Cậu ơi, không phải tôi chết nhát đâu cậu. Mà sao tự nhiên tóc tai nó dựng ngược, mình mẩy tay chân nó ớn lạnh. Nãy giờ đã muốn rớt tiền, rừng đêm quá nhiều nguy hiểm. Giờ cậu bắt vô hang tối mò, biết đâu chừng gặp hang chó sói. Cậu cháu mình kể như vắng số. Nếu nhát gan á thì ngươi hãy quay về, còn ta á, ta phải tìm nàng cho bằng được. Cậu, trời ơi, tiếng thoái lưỡi nan, bỏ thì không được, mà theo cậu thì uy quá. Thôi kệ, một liều ba bảy cũng liều. Chờ tôi với cậu ơi. Ngọc Nương ơi, trời ơi, sao tôi thui vậy nè. Đừng lẩn tránh ta nữa Ngọc Nương ơi. Ngọc Nương Cậu ơi, nghe tiếng la của cậu mà cậu đâu rồi cậu? Cậu thấy gì cậu la dữ vậy cậu ơi? Ôi, cái gì đây? Trời ơi cậu. Trời ơi, sao cậu nó xỉu vậy nè cậu? Tôi nói rồi mà không chịu nghe, nguy hiểm lắm mà. Trời... Hồ Ly, lại ông Tâm, lại ngài, lại xin tha giùm con. Ông ơi đói, ông có đớp đỡ hai cánh tay tôi, còn để lại cặp giò cho con lên con về, ông ơi. Gia Đồng, đừng lại nữa, hãy đứng lên đi. Ủa, cô hả? Ôi, cô ơi cô, tôi mới thấy một cô chồn đang nanh tua tủa bự lắm mà cô. Cô, cậu tự nhiên xỉu rồi nè cô. Chàng không có mệnh hệ gì đâu. Bây giờ hãy nghe lời ta dặn. Dạ. Ngươi hãy cầm lấy 40 lạng bạc này, rồi chúng mày đưa Như Lan trở về. Khi chàng hồi tỉnh rồi, hãy nhắc lại lời ta, chớ tìm kiếm hoài công. Duyên đã chẳng tròn duyên, thôi thì thuyền tình tìm bến lạ mà neo. Đừng dâng dương tình cũ cho Phật ý cha già, hãy mang số bạc này đến thôn Ngô, hỏi thăm nhà họ về. Có nàng con gái thảo hiền, tôi đã chướng trăng tròn, rất xứng đẹp đôi. Nhà họ cũng nghèo nên chỉ trông cậy vào con gái, vì vậy muốn cưới phải giúp tiền để họ làm vốn sinh nhai. 40 lạng bạc là đủ để song thân nàng bằng lòng, nhớ chưa? Dạ nhớ. Bây giờ hãy đưa chàng về đi. Dạ. Nhưng khoan đã, khoan đã, hãy cho ta nhìn rõ mặt chàng thêm một lần sau cuối. Mặt nàng thương như ơi, lát nữa đây khi chàng tin gì thì chàng sẽ không còn nhìn thấy mặt em. Không bao giờ cho trời mỗi bóng mỗi lời, muốn tìm nhau cũng không thể đi tìm.
tình chúng ta chỉ như rừng đêm mù tối. Hoa trong vô cùng thơ mộng, nhưng xa chân thì gai góc dần đầy. Thôi ba mùa trăng sáng cùng qua đổ cho kiếp phù du. Chàng đừng quá nhớ nhung, đừng cố tìm trong ký ức bóng hình này. Nhìn cô Lệ càng khóe mắt mà tôi đứt từng đoạn ruột. Trời ơi, họ yêu nhau tha thiết mà tại sao ông lại nở chia lìa. Như Lan ơi, tận mặt lần này thì kể như muôn kiếp mơ đôi mình. Thôi đành vĩnh viễn mất nhau. Tình dài đêm ngắn, có nói thêm gì thì cũng tới lúc biệt ly. Thôi vĩnh biệt Như Lan, gia độc dạ. Đưa chàng đi đi. Dạ cô ơi, xin cô chỉ dùng lối ra mà nó tối quá. Được, hãy đi theo ánh sáng của con đom đóm này. Dạ. Cô ơi, trời ơi, trồn ở đâu cả bầy cả lũ. Tôi nghe anh gầm gừ chứ miệng ai làm sao tôi dám ra, ghê quá cô ơi. Đừng sợ, đừng sợ, tất cả hãy tránh đường. Trời ơi, ngộ quá, từ tụi nó chạy ra nó trọi rồi. Ừ, cô, ngươi còn chờ gì mà chưa đi. Dạ cô, có phải cô là... Thôi, đừng hỏi nữa, đi. Dạ. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu trời Phật cho con cõng được cậu con về tới nhà. Con sẽ cúng tạ ơn Phật trời một nải chuối, còn hai nải thôi cũng luôn ba nải một lượt. Gì đó vậy nương? Đêm nay là đêm hợp cẩn, sao chàng lại có vẻ thẫn thờ? Hay là chàng... Không, chỉ tại men rượu làm ta hơi mệt. Chàng đừng giấu thiếp. Ta có giấu giếm gì đâu. Tương như à, nếu vậy thì tại sao khi nhìn dần trăng sáng chàng lại có vẻ âu sâu? Ánh mắt nhìn xa xăm giống như kẻ thất tình đang ngẩn ngơ đau khổ. Không đâu hiền thế à, hiền thế.
Vậy thì tại sao rượu giáo môi trong đêm qua chút? Chàng không thiết đôi hoài để loan phòng gia bằng. Ôi đời nữ nhi đã xuất gia theo chồng. Tôi cho đời hồng nhan. Thôi đừng hờn giận nữa, đã kết tình phu phụ thì lẽ nào đầu óc ta còn mơ màng chuyện gió trăng? Chỉ vì hôm nay trăng sáng quá cho nên anh ngồi ngắm chút xíu vậy mà. Nhưng chẳng lẽ chàng định ngắm cho đến hết đêm sao? Sương khuya cũng đã rơi nhiều. Thôi nàng hãy buông rèm để ta cài then cửa rồi vào ngơi nghỉ. Dạ. Nỗi lòng này biết tỏ cùng ai đây? Trăng ơi, mi ở trên cao, mi soi thấu mọi nẻo đường. Nếu có gặp người ta, hãy nói hộ dùm lời tả lỗi. Quá khứ ta cài lên mái tóc, tóc của ai chớ chẳng phải tóc nàng. Đêm nay trăng nước mơ màng, lại là đêm hận phụ phàng tình nhau. Tương Như, ta vào đây. Như Lan. Về nương. Tương Như. Hả? Gì vậy chàng? Không có gì cả. Tương Như. Dường như có tiếng ai kêu tên chàng đó. Đó chỉ là tiếng gió xào xạc thôi, chứ ai mà gọi giữa giờ này. Thôi ngủ đi em. Dạ. Tóc của ai chớ chẳng phải tóc của em. Như Lan ơi, ngỡ tình đã quên đi. Sao tim dần cầm tay ai nhấp cạn chén rượu nồng. Chàng đâu hay rằng có kẻ xa trong, mà trong lòng nổi trận cuồng phong. Bao nhiêu má máu hồng là bấy nhiêu dòng lệ em tuôn. Cầu không liền nghiệp, sông ngân chia vĩnh viễn đôi phương. Muôn ai bên mối yêu đỏ, sao giả tờ dò ngổn ngang. Tiếng quái than thở trong đêm lạnh. Phải chăng người thương lần tìm về, xin cho gặp.
gặp một lần để tạ từ cô nhân. Hồng Ngọc, Hồng Ngọc ơi, nàng có biết sông cửa này ta đã tựa từng đêm, hết đêm này rồi lại đêm mai, giờ đợi mãi mà người không trở lại. Giờ đây xin đừng nói câu đợi chờ, ta từ sao ai cho ta nhìn bóng em một lần sao vui, liên lưu chỉ làm cho tình thêm sầu mà lại sao lưng còn biết bao kỷ niệm mãi tranh xưa, đã từng lắng nghe hơi thở của đôi tim hòa nhịp vỡ trên cao, còn dần trăng sáng minh chứng tình ta thì em ơi sao nỡ quay lưng cho đứt đoạn tơ tình. Hơn một năm nay riêng mình anh uống cạn giọt sầu, lại đây cùng anh tâm sự cùng khóc cuộc tình cho trọn đêm nay. Xuân ngày mai khi anh dương lên dần trăng sẽ tan theo cùng gió lạnh đêm buồn, kỷ niệm cũng lùi về chốn mù xa, là lúc đôi mình sẽ lìa xa mãi. Ngọc ơi nàng ở đâu, đến đây đừng lần trốn ta nữa. Có nhớ có thương xin chàng hãy tìm trong sương, xin nhớ tiếng thương em cười theo gió bay về, còn hình bóng em xin hãy tìm qua người khác, gặp lại nhau chỉ cho nỗi sầu không vui. Khi nhớ khi thương anh sẽ tìm nàng trong sương, có chút phân hương dương vẫn trong gió đêm nào, lời thề còn đây sao bóng người không tìm thấy, tròn một vầng trăng sao nỡ nào chia đôi. Như lan ơi xin hãy để cho vầng trăng say ngủ suốt đêm dài, không gợn những chút ưu tư, hãy ngủ say trong vòng tay thục nữ, cho mộng đẹp lấp đầy khoảng trống trong tim, rồi thời gian sẽ phủ bụi lên tình cũ, nếu có nhớ chỉ còn là một thoáng bâng khuâng. Hồng Ngọc, Hồng Ngọc ơi, Hồng Ngọc ơi, sương đêm phủ kín lối đi rồi, trong chăn nềm ấm ta còn giá, em vừa phong trần chắc tay tê. Tương như ơi,
nàng còn thức à? Sao nàng khóc? Nếu biết rằng thuyền đã có lời thì đâu đón nhận mối duyên hồ. Không, hiền thê ơi, đó chỉ là kỷ niệm. Nhưng kỷ niệm kia như lan dần nhớ mãi không quên, thì dù chốn sớm cận kề em chỉ là một chiếc bóng cô đơn. Hiền thê ơi, thì nghĩa vợ chồng vẹn sách sổ. Ta quyết trọn chữ đa vàng, nhưng xa không hồn thì có nghĩa chi? Hiền thê, ta đã nói là chuyện gì? Tôi đã nói là không phải rồi mà. Chuyện gì xảy ra gia đồng? Ta nghe dường như có tiếng thét của ai, có phải không? Dạ đúng rồi, tiếng thét chứ còn dường như gì nữa. Cậu biết không, hồi nãy tôi đang ngủ, lão gia kêu tôi dậy bảo có giang phi rình nhà, cho nên mới thức dậy theo âm lưu một vòng để phòng bất trắc. Đi tới đây thì thấy thấp thoáng sau bụi cây có một cái bóng. Tôi đã nói với ông đừng vội ra tay để dò xem đó là hạng người nào. Nếu kẻ ác thì mình sẽ thắng tay trừng trị chẳng tiếc thương, còn nếu là người hiền lương lâm nạn lạc lối giữa đường thì ta sẽ hết lòng đỡ nâng. Cậu thấy đúng hay không? Vậy mà ông khăng khăng không có chịu, nhất định bóng kia là kẻ gian manh. Ông vội vàng xả tiễn thật nhanh, tôi thấy rõ ràng họ đã trúng tên. Tôi nghi trong dạ không phải là người lạ. Người hãy nói màu, ai mà không lạ? Đó là cô Hồng Ngọc. Hả? Hồng Ngọc đã trúng tên? Trời ơi, Hồng Ngọc! Không, không phải là Hồng Ngọc nào cả, mà đó là một con trồn đã hành tinh bị chính tay ta hạ thủ vết mau dần. Đồng đầy trên mặt đất chỉ bị trúng tên, nó dội vàng lẫn trốn. Nhưng ta chắc rằng nó không thể nào sống nổi. Gia đồng, sự thật ra sao? Là thú hay là người? Tại ta nghe không lầm, là tiếng người thét la mà lại là tiếng của nữ nhi. Nhưng cũng chính ta trong lúc truy lùng, mắt thấy tận tường là loài trồn tinh. Dạ ông nói đúng mà, cậu nghĩ cũng đúng. Người nói cái gì mà lộn xộn như thế hả? Dạ xin ông và cậu hãy lắng nghe tôi giải bài sự thật. Tương Như, cậu còn nhớ không? Cách đây hơn một năm, khi cậu cùng tôi liều thân tìm ai giữa nơi rừng hoang rừng đêm, đường đi hiểm nguy khôn lường, mãi lo kiếm tìm lạc vào hang sâu gặp ngài thu dữ. Cầu ngâm xíu để tôi mồ côi, tính ra người bảo rằng nhặt được bạc thôi muốn giúp ta thành duyên. Nhưng cậu ơi, bạc kia đâu phải tôi nhặt được, mà do người ta muốn giúp kẻ cơ hàng. Ai, ai? Đó là người cậu yêu thương.
Ngọc à? Phải, chính cô Hồng Ngọc đã trao 40 lạng bạc và chỉ đường cho tôi tìm đến thôn ngô, làm mối mai cho cậu với dễ nương. Cô ấy muốn cậu vui gia tất thì chôn vùi tình cô. Và còn một sự thật mà tôi giấu kín, vì cô ấy là hồ ly đã tu luyện thành người. À, Hồng Ngọc là hồ ly à? Sao? Gia đồng, tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Để làm gì? Để cho sớm giết nàng có phải vậy không? Kìa, tương như. Trời ơi. Hồng Ngọc ơi, em trở lại đây làm gì để phải chết thảm thương? Em trở lại đây đi làm gì khi xa pháo hồng đã mở đường đưa người sang sông? Em trở lại để làm chi cho vết thương lòng thêm giấy máu đào thương? Đàn hãy bình tâm, đừng oán hận cha già. Kể từ nay nàng sẽ là ân nhân của gia tộc. Không, nếu nàng chết rồi ta ôm hận ngàn thu. Hồng Ngọc, Hồng Ngọc như là tương như đâu. Canh đường, canh đường, canh đường cho tống đại gia qua. Khoan, canh khoan, đường. Khoan, dạ. Tiểu nhân, tiểu nhân, dạ. Dừng lại đã. Dạ. Này, 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 này. Tiểu nhân, dạ. Ngươi có biết nàng kia là ai không? Dạ biết chứ. Và nàng nói tên gọi là Vệ Nương, là vợ của tên học trò nghèo Tương Như, nhà ở cạnh bìa rừng. Vợ của học trò nghèo à? Dạ. Uổng quá. Dạ. Đại gia nói uổng là sao đại gia? Có nghĩa là với dung nhan đó, lẽ ra nàng phải sống trong lầu son gác tía, thân phú lụa là. Mỗi khi chân bước có kẻ hạ người hầu, làm vợ tư sinh làm lũ sống ôm. Thật quý đời quá, hãy kêu nàng lại cho ta hỏi chuyện. Dạ bẩm đại gia, nàng đã có con. Khi ta đã muốn thì giấu cho nàng, có còn đi nữa ta cũng chẳng màng. Vàng bạc của ta muốn gặp chốt qua, ai dám từ nàng. Nên nhớ rằng tốt thành muốn làm phải được, hãy gọi nàng tới đây để ta gặp mau. Dạ vâng lệnh đại gia. Nhanh lên, nhanh lên. Dạ. Này Vệ Nương. Ờ, ông là ai mà biết tên tôi? Ta là kẻ sống lâu năm ở vùng này, thì có ai mà ta không biết. Ta cho nàng hay, ta là tâm phúc của Tống đại gia. Tống đại gia? Tống đại gia rất ngưỡng mộ nhan sắc của nàng, nên muốn gặp nàng để hàn huyên tâm sự. Nhưng Tống đại gia là ai? Tống đại gia trước đây là quan ngự sử của triều đình, vừa rồi ngài mới vừa bị cách. Không không không, vừa mới hồi quy vì chán cảnh ngựa xe chôn kinh thành. Tống đại gia đang chờ nàng đó. Nhưng xin ông thưa lại, từ sáng tới giờ tôi đưa con đi bốc thuốc về trị bệnh, nên bây giờ phải về liền kẻo trễ. Xin phép ông. Khoan, dừng lại đã. Vệ Nương. Thưa ngài, tôi quả là thiên kiều bá mỹ, chẳng uổng công ta dạo gót giữa trưa hè. Thưa ngài, tôi là gái đã có chồng nên không thể dừng chân giữa lộ. Ta biết, ta còn biết chồng nàng chỉ là một thư sinh giáo quý côn, nhà chỉ là mái tranh ở cạnh bìa rừng. Ta lấy làm thương cho thân liễu, đáng lẽ nhan sắc này phải sống tới lầu xong, chứ đâu chung đời trong mấy lá còn con. Dù là cửa hàng đang ngập niềm vui, tôi
chị gái ngọc dưới lòng vàng. Nhưng số phận của nàng chắc chắn sẽ đổi thay. Đổi thay? Phải. Rồi nàng sẽ thấy lời ta nói đúng hay sai. Đại gia cũng biết coi bói nữa sao? Ta không phải là thầy bói, nhưng ta biết được. Nói đúng hơn là ta quyết định được vận mạng của nàng. Đại gia đừng làm cho tôi sợ mà. Đừng sợ. Tấm thạch này dù khuấy trời dọc nước nhưng chưa bao giờ làm tàn úa một cành hoa. Nếu như cành hoa đó biết nghe và ngoan ngoãn. Xin phép đại gia, tôi phải về để còn sắc thuốc cho con. Tôi đi đây. Khoan, ta bảo khoan đã. Bây giờ ta muốn mời nàng về Tống Gia Trang để uống chén trà tương ngộ. Không, tôi... Đừng! Đừng từ chối. Tiểu Nhân! Dạ! Hãy bế đứa bé giùm nàng nha. Không! Không! Đưa đây cho ta! Đưa đây cho ta! Bắt con tôi! Bắt người ta! Bắt người ta! Dừng lại! Dạ! À! Tưởng ai qua ra là ông Tiểu Nhân à? Đúng vậy. Cơ gì giữa ban ngày ban mặt mà ông lại muốn bắt cháu nội của tôi vậy hả? Bắt đầu bắt. Hay đưa bé dễ thương, muốn mượn bồng chơi nựng nịu chút xíu vậy mà. Nếu chỉ muốn mượn bồng chơi thôi thì tại sao lại có tiếng kêu la cầu cứu? Tại. Dễ nương. Sao con ẩm Phúc Nhi đi bốc thuốc mà không rảo bước về nhà để cho cha sốt ruột không yên vậy hả? Dạ, con đang trở về á thì... Lần sau có đi á thì để cho cha đi. Chứ không thôi, thấy đàn bà con gái, kẻ trộm bất lương nó muốn giở trò hù võ. Hả? Trong vùng này mà cũng có trộm đạo bất lương sao? Trước đây thì không có, còn gần đây thì... Thì sao? Thì chúng mới ra tài để đe dọa người ngay. Chúng là ai? Ai mới được chứ? Chúng là ai tôi cũng chẳng biết là ai. Chỉ nghe những lời đồn đãi rằng chúng hay ý thế cậy đồng, bắt đàn bà con gái để vợ thuê bướm hồng. Lời của ông thốt ra nghe thật tà. Ở vùng này từ trước tới nay chưa từng xảy ra trộm đạo. Ông đừng có đặt điều xiên xó cho quan trên thêm thật ý thêm tiền. Ở quán nào? Tổng ngự sử đang có mặt tại nơi này. Không, ông ấy đã bị cách chức rồi thì đâu còn quyền hạn của nhà quan. Dạ thưa cha, trời đã quá trưa rồi, con xin cha quay gót trở về. Dù mất hết quyền ta vẫn còn quy, lẽ nào lão không nể uy danh của ta sao? Tôi chỉ nể những gì thuộc về lẽ phải. Tốt lắm. Tốt lắm. Tiểu Nhân. Dạ. Về. Dạ về. Lần sau có đi hãy để cha dẫn đi. Như thế mới không bị cả bọn hảo sắc tham danh quấy nhiễu. Đưa Phúc Nhi cho cha bồng bế cái coi. Ôi, tội nghiệp cháu nội của tôi quá. Phải chịu gian nan gian nói chỉ vì mấy con dê già. Con ơi con ngủ cho ngon để cha yên già. Để cha yên già lo tròn chi trai. Dì nương, em đã cho con uống thuốc chưa? Dạ rồi.
Hôm nay con nó hơi khó ngủ nên giờ này còn quấy. Em dỗ thêm một hồi chắc Phúc Nhi cũng ngủ thôi. Ngủ đi nghe con cưng của mẹ. Ngủ đi để yên cho cha con học nha. Vậy nương à? Dạ. Nếu kỳ này mà trượt nữa, chắc ta bỏ nghiệp sách đèn, an phận với cuốc cài sảy bái. Chàng đừng nói vậy, không có nên. Ta đã nghĩ rồi. Ta không muốn gì ta mà nàng phải nặng gánh lo toan. Chốt dai gầy thêm dầu dãi gian lao, chẳng quản ngại ôm đau, lo chu toàn trước sau. Mà thân ta rộng chưa gặp hỏi, đăng qua mấy lượt bất thành, càng nặng gánh cho vợ hiền. Thiết xin chàng đừng quá bận tâm, chuyện nhà nào xa chi đâu. Đời người xưa nay lắm nỗi thăng trầm, xin chàng vững chí học hành, rồi sẽ đến ngày qua cơn bi cực, chí nguyện đoạt thành thỏa mong làm trai. Chàng đừng ái nái làm gì, việc nhà chỉ là việc nhỏ mọn mà thôi. À, Phúc Nhi con nó đã ngủ rồi, để em vào trong buông màn cho con nha. Chào Như Dư Sinh, giờ này mà còn đánh bạn với sách đèn à? Quả là người có chí. À, chào tiên sinh, chẳng hay có việc gì mà đêm tối tiên sinh lại đến viếng tệ xá? Cũng có chút chuyện, mà lại là chuyện riêng, nên phiền chư sinh hạ thấp ngọn đèn cho cuộc diễn trò thêm phần kín đáo. Dạ, bây giờ xin tiên sinh chỉ dạy, chuyện gì mà phải cần kín đáo? À, chắc như chư sinh có nghe danh của Tống đại gia chứ? Dạ có, ngày ấy trước á là ngự sử, nhưng nay đã hồi quy phải vậy chăng? Đúng, 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 Tống đại gia là người hào hiệp. À, biết như chư sinh là kẻ học sĩ thất thời, cho nên người rất cảm thương, bảo tôi chờ đêm tôi đến nơi này để han hỏi. Trước là nhân nhũ chư sinh nên gắn trong sách đèn, kế đó là phải trao tận tay cho chư sinh món quà mọn này đây. Tôi xin cảm ơn những lời trân trọng, còn quà kia tôi chẳng dám nhận đâu. Như chư sinh chớ có ngại ngùng, đây là lòng tốt của đại gia. Người muốn chư sinh gia đạo yên bề để chuyên tâm vào sinh kinh. Người còn nói sẽ giúp đỡ học sĩ trên đường quảng lộ, đến dịp đăng khoa người sẽ tìm cách gửi gắm cho. Nhưng tôi với Tống đại gia chưa từng quen biết, tôi đâu có dám nhận quà này. Ôi, trước lạ sao quen mà. Giả lại chút quà mọn có đáng kể chi, xin chư sinh cứ nhận. Giang à, phải chút ít thôi, chỉ vừa tròn trăm nén. Hả? 100 nén vàng? Chưa hết, còn 900 nén nữa, chỉ chi là 1000 nén. Nếu như chư sinh bằng lòng giúp cho Tống đại gia một chuyện nhỏ. Tôi nào có tài cán gì, xin tiên sinh hãy mang vàng về đi. Dù không nhận, nhưng tấm lòng của Tống đại gia tôi xin tạc dạ. Chuyện dễ thôi mà, như chư sinh đừng nên bỏ qua dịp mai hiếm có này. Vừa được nhà cao cửa rộng, lại có cơ hội đổ đạt vinh sang, chẳng lẽ đời hàng sĩ lại không mơ ước? Nhưng Tống đại gia cần tôi làm gì? Số là từ khi rời chốn kinh thành về đến quê hương, thì chợt lòng Tống đại gia bỗng nhiên xao xuyến, ngày đêm tơ tưởng một bóng hình, đến nỗi người quên ngủ quên ăn, thần đi ủ quê như kẻ mất hồn. Vì thế tối nay tới đây để nhờ cậy, nhờ dư chư sinh bỏ công mai mối dùng. Từ trước tới nay tiểu sinh chưa mai mối bao giờ, chắc Tống đại gia lầm. Không lầm đâu, chỉ có chữ sinh mới giúp cho Tống Thành được cùng người đẹp má tựa vai kề. Nhưng người đó là ai?
hiện ở nơi nào? Chẳng ai xa lạ, chính là Vệ Nương. Hả? Vệ Nương? Phải. Không, không. Chỉ có Vệ Nương thì tổng đại gia mới tốn nghìn vàng. Lẽ nào chúng sinh lại thiếu suy nghĩ, vì một cánh hoa mà lại để vuột mất cơ hội tiến thân? Nhất là cánh hoa ấy, chúng sinh đã biết qua hương vị. Không bao giờ. Ông hãy đem vàng về đi, và hãy nói lại với Tống gia rằng nghìn vàng cũng không sang bằng nghĩa vợ chồng ta được. Nhưng nếu một vạn thì sao? Thôi thôi hãy câm miệng lại đi, hỡi quân cẩu trệ chúng bay, đừng mong đem tiền muôn bạc vàng ra để đánh đổi nhân. Chồng ly tan, vàng bạc của chúng bay dấu chất cao trường, cũng không sánh bằng mai la đơn sơ. Không sánh bằng mai la đơn sơ. Nè, đừng thâu có câu nhân nghĩa, không bạc ca tiền thì khó mơ mộng tiến thành. Không bạc tiền thì liệu cái mái tranh kia đó có giữ được bền bông sắc của giai nhân? Dẫu đời chúng tôi có bị đói nghèo dây dặt thì sợi tơ hồng cũng không dễ lìa tan. Ông hãy quay về và báo lại với Tống gia, hãy lấy vàng kia đi tìm hương sắc lạ. Nhưng Tống đại gia chỉ mê mệt mỗi mình nàng. Lão ngự sứ già đã bị cách chức vì tội tham lam, giờ lại còn háo dâm bài trò đê lễ. Không được nặng lời xúc phạm đến Tống gia, nên nhớ Tống Thạch không phải là người dễ tha thứ cho những lời trịch thượng, và nhà ta cũng không phải là nơi để dung chứa bọn vô luân. Đi mau đi. Cha dừng lại đi, cha đi cho khuất mắt ta đi. Lão đánh ta, lão đánh ta, rồi lão sẽ biết tay ta. Hãy đợi đây. Tương Như, Vệ Nương, hai con hãy nghe cha nói. Đất bằng đã dậy cơn sóng gió, có lẽ mai tranh này rồi đây cũng không yên. Sao vậy cha? Vì chắc chắn Tông Thạch sẽ dương quay hà hiệp. Cha tính như vậy. Thôi thì hai con hãy thu xếp hành trang, cùng cha tìm nơi khác làm ăn sinh sống. Nhưng còn mộ mẹ? Chắc chắn mẹ con cũng thông cảm thôi. Sau này sẽ tìm về bóc mộ, cận kề lọ hương khôi. Thôi hai con hãy thu xếp đi, đến canh ba ta sẽ lên đường. Nhớ cứ để cho Phúc Nhi nó ngủ, đừng đánh thức lúc này nhé. Dạ. Bà ơi, bà có linh thiêng hãy về đây soi thấu nỗi lòng tôi. Tôi cứ tưởng là cho đỡ lúc xuôi tay, cũng không lìa xa nơi yêu dấu. Hai năm song song tôi với bà nằm kề cạnh bên nhau, nhưng ai khiến bể dầu quay cam trời chân nơi khác. Bà ở lại đơn tôi, lòng tôi đầy đau xót biết bao. Vì
lành cho con, đành quay lưng để khỏi hương lạnh lùng. Chờ khi tàn bão giông về lại nơi đây để với ai sum vầy. Thưa cha, chúng con đã thu xếp xong hành lý. Tốt lắm, cũng sắp đến canh ba rồi. Còn Phúc Nhi? Dạ, Phúc Nhi còn say ngủ, con đã mặc áo ấm và còn quấn thêm chăn nữa. Đưa cho cha bồng. Dạ. Các con hãy mang hành lý đi đi. Lại mẹ con đi. Lại mẹ con đi. Thôi, đi các con. Đi đâu? Đã đánh người của Tống gia trọng thương, giờ định bỏ trốn mà đâu được. Đâu được. Đang đêm các ông tự động xông vào nhà tôi để làm gì? Để làm gì à? Để dạy cho lũ chúng bay một vài bài học, cho bỏ thói không tên dám nhục mạ Tống gia. Đối với Tống gia chúng tôi chưa từng xúc phạm, xin đại nhân chớ nghe những lời tố cáo vu vơ. Vu vơ à? Tiểu nhân à, mau kể lại đầu đuôi nha. Dạ, kẻ này dân lời của đại nhân, mến chi học trò nghèo tìm tới cho vàng bạc, hăng đã chẳng mang ơn còn lớn tiếng miệt khinh. Miệt khinh à? Dạ. Miệt khinh thế nào? Dạ, cha con hắn nói Tống thật là phường sâu dân mọt nước, nên bạc vàng cũng đượm hôi tanh, nhận sợ làm bẩn tay nho sĩ, thà đạp đất ăn còn thấy béo hơn. Kẻ này mới bảo đại nhân cho không nhận thì thôi, hà cớ phải buông lời xúc xỉm. Cha con hắn không nghe, còn buông lời mắng nhiếc thậm tệ, sau đó còn lấy gậy gộc đánh đuổi tơi bời nữa. Cầm đi tên mặt người lòng rắn kia. Đại nhân thấy không? Đại nhân thấy chưa? Trước mặt đại nhân mà lão còn định dở thói hung ăn với người của Tống gia nữa kìa. Thôi đi, chúng bay đừng đóng tuồng trước mặt ta nữa. Phải chăng dùng vàng mua chuột không xong, bây giờ chúng bay định dở trò bức hại cha. Giỏi cho lão già họ Phùng xem chọc chật đây nha. Bọn bay đâu? Dạ. Quá miệng lão lại cho ta. Đại gia, xin đại gia tha thứ cho cha già. Cầm còn thằng học trò này trừng trị luôn. Dạ. Thương như đại gia, xin đại gia hãy dừng tay, đừng gây thêm đau đớn cho những người tôi yêu mến. Tôi lỗi gì cứ đổ trúng lên đầu tôi. Đừng, đừng vậy nương em ơi. Thương như bao nhiêu lượt đòn rồi, cứ mạnh tay vùi dập thân này. Tha đời tôi dâng số, chớ nỡ nào nhìn gia tộc đứng đau. Ta không động tới nàng đâu, tránh ra. Dễ nương con ơi, cha cô chết đi, cha cũng cam lòng. Vì tuổi đã cao, sức cũng đã mòn, cha chỉ còn mỗi là cha chưa được dắt dìu từng bước dập chững của Phúc Nhi. Lão già kia nếu muốn kéo dài thêm tuổi thọ thì cha con lão biết đâu mà nhận nhà.
có lũ xôi làng mới xem nghĩa nhẹ hơn vàng. Đổi vàng không chịu thì bây giờ phải mất không? Tao liều chết với lũ bay à. Khốn kiếp à. Trời ơi, cha tôi có tội tình chi mà các ông xuống tay sát hại chúng tôi? Tội tình chi mà ông nọ đang tâm sẽ phong lìa quanh cho sò dân chất ngất mai lá đơn sơ bị cơn dòng tố gieo sắc tan thương cho máu lệ chan qua. Có đang chi đâu một nhan sắc tầm thường, ai cha là người tiền muôn bạc vàng thì có khó gì chỉ ngay ân với hàng tuyệt mỹ giai nhân. Xin đừng mừng tâm đến loài cỏ dại quá hèn cho thiếu phụ được trôi theo dòng đời phăng lăng. Đã một lần vui câu xuất gia thì thề nguyện trong tim chỉ một giả thờ chồng. Nhưng ta chỉ chấm sai con dễ nương, chỉ con nàng mới làm cho ta ấm lại. Nhưng tôi đã có chồng. Có chồng thì mặc có chồng, ta thương ta bế ta bồng ta nâng. Gia nhớ đưa nàng về tống gia trang. Dễ nương thương nhớ quân cậu trễ, hãy giết ta đi đừng chia lìa đôi trẻ. Dạ, dạ. Tống Thạch, ngươi hãy nhìn lại mái tóc của ngươi xem. Tóc nhà ngươi đã nếm sương, mà sao lòng nhà ngươi còn hung bạo? Giờ chết đã kề bên sao không gieo phước đức cho hậu sinh thương tiếc tôn thờ. Cả đời làm quan đã dương nhơ nhút, đến ngày tàn còn gây chuyện nhút nhơ. Ta có chết đi cũng không ân hận, chôn diêm đài mình còn gặp lại nhau. Khốn kiếp, dám nguyền rủa ta. Rồi đây sẽ có ngày dưới diêm cung, hồn ta sẽ khó lòng khi nhìn thấy ngươi trong vạt dầu cháy đỏ. Vạt dầu? Vạt dầu à? Này, chết! Gia nhân! Dạ! Đưa dễ nương đi! Nương nhớ, phúc chi con! Dễ nương! Còn ngươi, nếu muốn sống thì hãy ẵm thằng bé đi cho biệt xứ. Nếu còn để ta gặp mặt thì kể như dập họ nhà ngươi tuyệt tử. Dễ nương, cha, trời ơi, dòng tố từ đâu đưa tới cho phụ tử phân ly, cho vợ chồng lìa xa, cho con mất mẹ khóc đời côi cút. Trời ơi, tôi biết phải làm sao đây, phải làm sao để trả thù cha, phải làm sao để đòi lại vợ. Trời ơi, nín đi con, nín đi con, nín đi con ơi, con ơi, đừng kêu khóc nữa lòng cha thêm sầu. Đêm trường đôi bóng bơ vơ, ôm con gạt lệ biết về
sao xa mẹ. Ơi ơi phu phu sao đoàn tình, chẳng sao ơi soi lối ta về đâu. Gió ơi thôi chi hơi lạnh lùng, nên đi con, sữa khóc kêu đòi bú. Con tôi có tội tình gì mà người ta nỡ cắt đứt dòng xưa. Mẹ tội lỗi gì âu nhì, đang đêm phải chịu gian mình ngoài gió sương. Giữa đêm khuya biết ai để cậy nhờ cho con tôi qua ở nơi đây. Chỉ một màu vắng lặng, không cửa nhà chẳng có bóng người qua, mà con thơ khóc kêu đà lạc dòng, biết lấy gì để đỡ già cho con. Trời ơi, vậy thì đây dòng máu của cha con hãy dùng thay cho dòng xưa. Bàn tay này từng bồng ấm nâng niu, nay lại nuôi con thay dòng xưa mẹ. Tội cho mái đầu xanh lưu lạc, ôi con dài đâu hiểu được, đây là dòng máu tự tim ta. Thấy con nó già cha lòng nào ngưng, dầu cho đau xe tim này, cha có xa chi giọt máu cuối cùng. Con ơi, con đã no chưa con? Nếu no rồi con hãy ngủ đi. Ngủ đi cho cha vững tâm dấn bước đăng trình. Nhưng về đâu? Giờ đây cha chưa biết phải về đâu. Về đâu khi oán hận còn chất ngất sau lưng? Trời ơi! Trước mặt thì đêm đen vắng phủ, ta biết về phương nào cho quên nỗi đau khắc sâu trong lòng. Hồn cha vẫn chờ mong ngày giải quan, còn chốn cao sang đang giam cầm yên phủ. Trong từng phút giây mong chồng giải nguyện. Ta biết phải làm sao, ta biết phải gì đâu bây giờ. Trời ơi, sao đầu óc ta bồng quay cuồng, đất trời như đảo lộn. Linh đi con ơi, đừng khóc nữa. Để đi tiếp chặn đường còn dáng dở. Trong đêm đen xin làm kẻ soi đường, đưa ai qua bao hiểm nguy khôn lường. Nhanh chân lên đường dù có xa xôi, dừng nghỉ chi thì mới mong trả phong thù sâu. Ai vừa gọi tôi? Ai gọi tôi? Ô kìa,
một con đom đóm. Đom đóm ơi, có phải chăng ngươi vừa gọi ta, thương cho người lữ khách cô đơn lạc bước giữa đêm đêm, nên đem thân làm kẻ soi đường, đưa cha con ta vượt nguy nan. Nếu quả tình ngươi thương xót ta, xin hãy đưa đến nơi bình yên, cho con khờ không dương khung côi, ông nghĩa kia chẳng bao giờ quên. Đom đóm ơi, đom đóm mày chờ ta với, chờ ta với. Trong đêm đêm xin làm kẻ soi đường, đưa ai qua bao hiểm nguy khôn lường, nhân chân lên đường dù có xa xôi, dừng nghỉ chi thì mới mong trở phong thu sâu, thì mới mong trở phong thu sâu, thì mới nhanh lên phương như bóng sao lại vậy cả? Rõ ràng trước mặt ta là một tòa dinh thự nguy nghi lộng lẫy. Đây là đâu? À, bản đề kia rồi. Hả? Nguyễn Đường. Đây là chốn công môn. À, thì ra đông đống kia dẫn lối đưa đường cho ta đến công môn cầu giải trừ oan ức. Đông đống ơi, ngươi là một vật mà tình nặng hơn người. Ơn của ngươi ta nguyện ghi xương khắc cốt. Để cho mượn hồi trống kêu quan nhờ bề trên giải nạn. Hồi trống kia có giải được hoạn nạn cho Tương Như không? Số phận của vệ nương ra sao? Còn Hồng Ngọc, nàng đã chết hay vẫn còn sống với niềm đau gian dở? Xin mời quý vị đón nghe Liêu Trai Chí Dị tập 2, tức vợ cải lương mang màu sắc huyền thoại Hồ Ly. Từ đây nối duyên tình.
say. Không, 14 năm qua tôi hoài phí tuổi xuân ôm tấm tình chung mong đợi. Nhưng thời gian đã hoàn toàn biến đổi bôi xóa lương năng của người tôi yêu nhất trên đời. Tôi ngày gặp lại nhau tôi ngờ đâu tan nát rã rời. Anh đã đem lại cho tôi sự đau buồn khổ hận cả một trời băng giá cô đơn. Và từ đây sống bơ vơ như kẻ lạc loài không chỗ tựa. Phải chăng sự có mặt của anh nó tượng trưng cho một trời tan tóc mơ? Bình tâm nghe anh nói, phải đâu anh cố tâm tàn nhẫn để gây khổ hạnh cho nàng. Em nức nở khóc than khiến cho anh càng thêm mê hổ thẹn muôn ngàn. Xuất xa lắm em ơi, thân anh như kẻ đang trôi giữa xa y xa thầm muôn trùng sóng to gió cả hải hùng. Nàng ơi nói ra thêm những nghi nghẹn lời, đời anh nay đã nghi chết rồi tình thương. Càng thấm thiết ý lại càng thêm sâu. Trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần. Đừng khóc nữa, từ phút này anh dành tất cả cho em. Bên nước xưa trăng sáng đã lên khoang, thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng.
em hãy giúp anh quên những ngày luôn lạc vòng tay ôm chặt mong trùng quan. Hãy chúc lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung cho nước dở ngập khoan tiền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương. Người mà không biết yêu đương ngàn năm khắc khoải nghe muôn đường khổ đau.